Đến với các tin tức thị trường đáng chú ý, thưa quý vị, theo Nghị định 80 của Chính phủ, thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày. Với những biến động của giá dầu thế giới và giá xăng dầu thành phẩm tại Singapore, các chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 11 có thể tiếp tục giảm nhẹ. Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng RON 95 có thể giảm 50 đồng một lít, E5 RON 92 dự báo giảm 100 đồng một lít, dầu DO dự báo giảm từ 400 đến 450 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 11 tới. Đà giảm của giá dầu thế giới cũng ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước được tham chiếu theo giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore. Do vậy, giá cơ sở xăng dầu để tính tại phiên điều chỉnh ngày 21 tháng 11 vẫn còn những diễn biến trái chiều, nhưng xu hướng chung là vẫn giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 32 lần điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 10 lần giảm, 4 lần giữ nguyên. Hiện nay, ngoại trừ một số ít ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP có số dư tiền gửi hàng trăm tỷ đồng, thì lãi suất tiền gửi trực tuyến hiện phổ biến ở mức dưới 6% một năm, cao nhất thì cũng chỉ đạt ngưỡng là 6,5% một năm. Theo thống kê, hiện chỉ còn 7 ngân hàng duy trì lãi suất tiền gửi từ 6% một năm cho kỳ hạn 15 tháng, 14 ngân hàng còn duy trì mức lãi suất từ 6% cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, 15 ngân hàng duy trì mức lãi suất này cho kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng. Trong đó, HD Bank là ngân hàng duy nhất còn áp dụng lãi suất lên đến 6,5% một năm, mức lãi suất cao nhất hiện nay và áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng. Riêng đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng, hiện lãi suất huy động trực tuyến tại 100% ngân hàng về dưới 6% một năm. Mức cao nhất hiện nay thuộc về Ocean Bank với lãi suất 5,9% một năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng. Đứng thứ hai là ngân hàng NCB khi đang trả lãi suất là 5,65% một năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng. Ở chiều ngược lại, những ngân hàng đang trả lãi suất thấp nhất cho tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng lần lượt là Vietcombank, BIDV, Vietinbank, ACB, CA Bank, Agribank và một số ngân hàng. Kể từ đầu tháng 11 đến nay đã có tới 25 ngân hàng giảm lãi suất, trong đó Vietbank, Đông Á Bank là những ngân hàng đã giảm lãi suất 2 lần trong tháng 11 này. Ba mỏ cát ở Hà Nội được trả gần 1.700 tỷ đồng tại phiên đấu giá do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức gần đây, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Đáng chú ý là có mỏ được trả mức giá cao gấp gần 200 lần giá khởi điểm. Trước thông tin dư luận đặt ra những băn khoăn, phóng viên VTC đã đi tìm hiểu câu trả lời. Hiện tôi đang có mặt tại mỏ cát Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là một trong ba mỏ cát vừa thực hiện việc đấu giá. Là một mỏ cát mà có trữ lượng nhỏ nhất, chỉ với trên 500.000 mét khối, nhưng đây lại là mỏ cát được trả mức đấu giá là cao nhất, tức là vượt gần 200 lần, từ 2 tỷ đồng là giá khởi điểm lên tới trên 400 tỷ đồng. Hai mỏ còn lại nằm trên địa bàn huyện Ba Vì, cụ thể là mỏ Tây Đằng Minh Châu, giá chúng là hơn 880 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm, mỏ Châu Sơn, giá chúng là gần 400 tỷ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm. Theo công ty tổ chức đấu giá, mức giá khởi điểm do đơn vị quản lý và sở hữu tài sản đưa ra. Cụ thể ở đây là Sở Tài nguyên và Môi trường, chứ không phải là đơn vị tổ chức đấu giá đưa ra. Liên quan đến phần giá khởi điểm của tài sản, đó là hoàn toàn quyền quyết định của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, của Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan. Chứ đấu giá chỉ nhận tài sản với giá khởi điểm đã được đưa ra trước để tiến hành quy trình đấu giá. Trước những băn khoăn của dư luận về mức giá khởi điểm, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, mức giá khởi điểm quyền khai thác khoáng sản được dựa trên những cơ sở pháp lý chặt chẽ. Cụ thể, căn cứ kết quả thăm dò, đánh giá chất lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2019, đơn vị này xây dựng giá khởi điểm dựa trên các quy định trong Nghị định 22/2012 của Chính phủ. Trong đó, giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Bên cạnh cái thông tư 22, nghị định 203 thì Chính phủ còn ban hành nghị định số 67 ngày 31 tháng 7 năm 2019 quy định rõ phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để làm cơ sở xây dựng giá khởi điểm trong việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Liên quan đến việc các nhà đầu tư trả giá cao như vậy có làm ảnh hưởng tới giá cả của mặt hàng cát xây dựng trên thị trường hay không? Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, giá chúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
không phải là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xác định giá bán vật liệu xây dựng thông thường. Cái giá cơ bản thì chúng tôi dựa trên nhiều cái cơ sở khác để Sở Xây dựng ban hành cái giá, tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành cái giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật. Còn thị trường thì giữa cung cầu quyết định việc đó, chứ không phải một nhà chủ đầu tư cứ có thể thổi bùng giá lên mà làm lũng loạn được thị trường ngay. Trước kết quả ba mỏ cát được bỏ giá cao hơn nhiều lần giá khởi điểm, Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình đấu giá, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, thời điểm này thì hơn 200 quán karaoke ở Hà Nội chính thức giải thể, hàng trăm cơ sở chuyển đổi loại hình nhà hàng, cà phê ca nhạc. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không ổn định. Hiện tại phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đang tạm dừng hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Tính đến tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 1.438 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Sau khi tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc, 100% cơ sở này được xác định không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, 184 cơ sở có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, 1.170 cơ sở có quyết định đình chỉ hoạt động, 84 cơ sở yêu cầu ngừng hoạt động bằng văn bản. Đến nay, trong tổng số 1.438 cơ sở kinh doanh karaoke, có 202 cơ sở đã chính thức giải thể, không còn hoạt động kinh doanh karaoke, 39 cơ sở đang tháo dỡ hệ thống âm thanh loa đài, chuyển đổi loại hình, 128 cơ sở đã chuyển đổi loại hình, nhà hàng, cà phê, ca nhạc. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất giảm 5 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội so với hiện hành. Quyết định này thể chế hóa chủ trương nghị quyết 28 nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trung ương giao đến năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, dự thảo luật bổ sung quy định người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, chưa đủ 15 năm đóng và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chưa đủ 75 tuổi thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Đồng thời, trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này giúp tăng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng mà ngân sách nhà nước không phát sinh tăng nhiều. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 5 năm, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội ngay từ khi đủ tuổi nghỉ hưu thay vì phải chờ đến 75 tuổi. Dự kiến tổng số người được hưởng quyền lợi từ chính sách này tăng lên trên 800.000 người do giảm tuổi và khoảng 300.000 người do liên kết tầng trợ cấp hưu trí xã hội với tầng bảo hiểm xã hội cơ bản. Thưa quý vị, thời điểm này giá các loại thịt hơi xuất chuồng đã tăng, người chăn nuôi bắt đầu có lãi sau một thời gian dài thua lỗ do giá thịt hơi xuống thấp. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều hộ chăn nuôi đã tranh thủ sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển chăn nuôi của địa phương, các nguồn vốn vay ưu đãi, tập trung đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi để phục vụ cho thị trường dịp cuối năm. Gia đình anh Đỗ Văn Đức, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay khi nhận được hỗ trợ, gia đình anh Đức đã có thêm vốn đầu tư, mua thêm lợn nái để nhân đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi lợn thịt và lợn nái sinh sản được tổ chức ngay tại địa phương. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình anh Đức thường xuyên được duy trì hơn 100 con lợn thịt, hơn 10 con lợn nái sinh sản và luôn sẵn sàng lợn thịt để cung cấp ra thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024. Từ cái nguồn hỗ trợ của nhà nước hỗ trợ, do đó thì mình cũng tạo được cái việc làm cho mình là
mình có động lực để mình chăn nuôi phát triển kinh tế mỗi một ngày nó khá hơn một chút ít. Mình muốn thì nói chung là nông thôn mà, nó muốn thì rất là nhiều, nhưng mà nếu mà nhà nước mà càng hỗ trợ được cho chăn nuôi với nông thôn như bọn tôi thì nó càng là cái động lực để cho bọn tôi phát triển nhiều hơn nữa, và nhiều những người mà cũng là chuẩn bị chăn nuôi nữa thì nó sẽ phát triển giống tôi hoặc là như tôi, thì tôi muốn phát triển hơn tí nữa. Gia đình chị Vũ Thị Ngà, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện đang tích cực chăm sóc đàn lợn hơn 200 con lợn thịt, 25 con lợn nái của gia đình. Để có nguồn vốn đầu tư cho chăn nuôi, tranh thủ thời điểm giá lợn hơi đang tăng, nhất là dịp cuối năm, gia đình chị Ngà đã được Quỹ Tín dụng Hồng Hà tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Nhờ nguồn vốn vay này, gia đình chị Ngà đã đầu tư tăng quy mô đầu đàn để có nguồn thịt hơi xuất bán trong dịp cuối năm. Hiện giá lợn hơi đang tăng dần, khiến người chăn nuôi như chị Ngà rất phấn khởi. Từ giờ đến Tết thì tôi cũng rất là mong muốn, ý của người chăn nuôi giờ rất mong muốn nó lên tầm 58, 55 đến 58. Thì với giá cám bây giờ còn thì là hiện tại là cho người chăn nuôi sẽ có công. Đấy, còn nếu mà giá cám mà lại tăng lên mà lợn mà tầm 55, 58 thì nó lại hòa. Đấy, giá cám như hiện tại bây giờ thì là người chăn nuôi được. Các chính sách hỗ trợ khuyến khích người chăn nuôi phát triển sản xuất theo nghị quyết 69 hoặc các gói vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh không những giúp các hộ tăng quy mô đầu đàn, tăng năng suất, hiệu quả chăn nuôi mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Với tốc độ tăng đàn để phục vụ nhu cầu thịt hơi cuối năm như hiện nay, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Trường trong từ nay cuối năm sẽ là tăng cao, do vậy mà cái nguồn của về cái nhu cầu về thực phẩm, về cái sản phẩm của chăn nuôi sẽ cao, thì người chăn nuôi sẽ tập trung vào phát triển, rồi mà cũng có sẽ có những cái nguy cơ về tình hình dịch bệnh, thì cũng chi cục chăn nuôi thú y đề nghị là người chăn nuôi là tuân thủ cái chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, sau đó để kiểm soát cái chất lượng con giống, thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ, thực hiện nghiêm quy trình về nhập giống và cách ly trước khi nhập đàn để bảo vệ sản xuất. Trong 10 tháng năm 2023, tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái đã đạt trên 808.000 con, đạt gần 99% kế hoạch năm 2023 và vượt 10,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 66.300 tấn, đạt 99% kế hoạch năm 2023 và vượt 14,3% so với cùng kỳ. Hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, các gói vay ưu đãi cho sản xuất đang tiếp tục được triển khai. Đây là động lực cho người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn, bù lỗ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cuối năm, thời tiết thường se lạnh và ít nắng, sản xuất thanh long trái vụ bắt đầu từ tháng 11 dương lịch. Thời điểm này, nông dân các tỉnh phía Nam đang áp dụng phương pháp thắp đèn cho cây. Dù chi phí thắp điện tốn kém hơn, nhưng bù lại, thanh long trái vụ thường mang lại hiệu quả cao gấp 2-3 lần so với chính vụ. Nội dung này sẽ có trong Dòng chảy cuộc sống ngày mai.